Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Lần trước ba của Hoa cũng có cưa mé nhánh cây vú sữa, nó nằm đè lên mái nhà. Và một lần thì cái nhánh nó bị gãy ở phía trên đọt. Và hôm nay ba của Hoa tiếp tục mé nhánh mấy cây vú sữa bên này. Ba của Hoa đang cột mấy sợi dây điện phía trên lại. Để một chút nữa cưa mấy nhánh này xuống cho nó dễ dàng hơn. Ở phía dưới thì cũng có rất là nhiều kiểng. Chai vú sữa chốc quá nhiều. Đây là cưa khá là chuẩn, 4 giờ chiều. Ngay cái phần sân. Đi tới đầu nhánh gớt tới đó. Cây này nó khó cưa là tại nó không có chỗ treo dây. Mấy nhánh xòe ra như một cái cây dù vậy đó. Không có nhánh để treo, toàn là treo nhánh ngang hoặc là thấp hơn mấy cái nhánh này chút thôi. Hoa xin mời quý vị cùng theo dõi nha. Nay chuyền máy kiểu mới hả chú Dũng? Dây điện nó chẻ ra 4-5 đường luôn. Hai cái tụng đất. Cái vỏ đất rất là nặng. Lên bờ luôn ha gì. Để
Nhánh này gãy mà còn vướng lên phía trên. Cột hai nhánh luôn vậy. Nhánh này đang ra ra ngoài dây điện rất là nhiều. Ah!
ra là cột cái sợi dây đó để cho nó nâng đỡ cái nhánh này lên, chứ không phải là cưa hai nhánh. Bắt trước chiếc mất mối. Thank you.
đất thì bị quên. Qua khỏi phần dây điện luôn. Ở phía dưới thì có chú Dũng và anh Thiên kéo qua dây phụ. Mấy cái nhánh này thì ve xuống dây điện không à? Rồi, ông đứng đây. Tại vì cho nó lộn đây luôn.
Hên là nó lộn nha. Để cho trà vô đất kia là còn mé gì cá lợi ở vô 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 dân. Rồi đi thôi. Nhánh quá bự luôn. Bị thẹo ngay chỗ này rồi. Anh Hiền giữ sợi dây cho ba của Hoa leo ra phía ngoài để cột dây. Bị vướng dây điện rồi. Nó xả xuống thì nó vướng luôn. Kéo lên cho nó qua khỏi cái mạng. Còn nguyên phần đọt phía trên luôn.
Và con hà ở phía trên nó canh cho nó bo tròn ở phía trên luôn. Ở phía bên này thì còn ổ ong bận hay gì? Hết rồi.
không thấy. Xa quá nhìn không thấy. Ủa nó bay ra kìa. Cái ngõ bên kia này nó khuất tầm quá. Vô lại rồi. Còn cái ổ đó ba. Trên chút nữa. Ổ ngay cái nạn á. Lỡ hai vợ chồng nó tới mà không mặc đồ cái tội nghiệp đó. Mồi cái ổ nó xuống rồi. Oh.
51 nó ra mới thượng còn lại rồi hết đó. Đó. Cái lá cá nó chết queo. Cho nó thở. Không có, anh muốn là cái con cá cái này nè, để cái sao cái cá nó cứ kêu. Chùa cho nó thở đi rồi, 11 này nó ra nhiều nhiều rồi, cái lên chặt nó sao. À, bác gái tính cưa mấy cái lá này nè. Cái tược vương lên đó thì để cho nó sống. Cá này nhiều nhiều rồi, lên nó cắt mau mỡ, cái nó dễ rồi. Chứ chỉ cắt rồi nó chết uổng lắm. Nó không có đủ nhánh lá thở á. Nhánh phần thân thì rất là nhiều. Wow. Cái điện nó luôn, nhánh điện đó. Nó cọ vô dây điện. Giờ 4 giờ 37 phút à. Có 37 phút à. Cưa 37 phút. Cưa máy này lên nhanh đi cưa tay. Bật tắt lên Dũng ơi. Ba cũng đã hoàn thành xong cây vú sữa rồi. Qua 3 lần tỉa nhánh. 2 lần sập trên nóc nhà. Dạ. Lịch sử. Hồi cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.